Trân trọng kính chào khán giả người Việt TV. Sau đây xin mời quý vị theo dõi chương trình điểm tin trong ngày hôm nay là ngày thứ tư, 29 tháng 5, 2004. Thưa quý vị, ngày hôm qua là ngày thứ ba trong phiên tòa cuối cùng xử cựu tổng thống Donald Trump trong vụ ăn bánh trả tiền và xào nấu hồ sơ ở tại New York. Thì ông Trump có mặt tại tòa và người ta tự nhiên chú ý đến cái mảnh giấy mà viết ông để trên tay của ông và một người nào đó đã chụp được hình này bỏ lên Reddit. Thì trong cái miếng giấy này thấy người ta để thấy cái chữ viết màu đen mà viết bằng cái bộ marker có vẻ như là của ông Trump viết trên đó có hàng chữ là vụ này quan tòa phải dẹp bỏ bởi vì nó hoàn toàn là một vụ tham nhũng đó là phiên tòa phiên tòa tham nhũng đó cái câu như vậy nguyên văn là this case should be dismissed by the judge but it's totally corrupt đó là câu viết ở trên cái tờ giấy đó chúng ta thấy như vậy thì uh, sau khi này bỏ reddit thì uh, dân mạng lên chọc quê ông Trump quá trời luôn À, một số người thì bảo là ô bắt cười quá ông này cần phải viết xuống những cái chữ này để nói rằng tránh án nên dẹp bỏ cái trường hợp này và ông phải viết như vậy xuống mặc dù ông đã nói như vậy cả hàng chục triệu lần trong quê rồi tức là ông nói đi nói lại bây giờ phải tại sao lại viết giấy rồi một người khác viết vô ông ta cần phải viết cái này xuống hay sao là ý nói là ông đã nói nhiều lần rồi không cần phải viết xuống một người khác thì viết uh, rằng như thế này là có thể ông cố tình viết và để như vậy à, để gây chú ý của công luận bởi vì không phải để cho ông đọc mà là để cho ông biết là ông ra tòa nhiều người sẽ chú ý thế nào có người chụp được cái hình này và ông để cho cố tình cho người ta chụp vì ông đang bị cái gác order ta bị ông tránh án hoan mơ trần bịt miệng không được nói 10 lần ông vi phạm 10 lần bị phạt 10 000 đô giờ không nói nói nó bỏ tù thành ra vì không nói được tôi viết thế <laughs> tôi viết đây như thế để cho Ờ, phóng viên chụp được và đưa lên bày tỏ quan điểm của ông là ông không công nhận cái phiên tòa này đó là câu chuyện về ông Donald Trump ngày hôm qua trong phiên tòa cuối cùng à, và ngày hôm nay thì các bồi thẩm viên bắt đầu là tranh luận và thảo luận có lẽ là một vài ngày tới sẽ có phán quyết liên quan đến ông Trump liên quan đến tình hình nhà... Ở giao tranh ở tại giải Gaza chúng ta biết là trong những ngày qua cái chuyện mà Israel đưa quân vào giải Gaza rồi đưa vào tấn công thành phố Rafah gây phẫn nộ khắp thế giới nhiều người cũng đã chống đối cái chuyện này và vì nó lan tỏa sang tới chính trường của Pháp ngày hôm qua một người gọi là phó thủ lĩnh của cái đảng LFI ở trong quốc hội Pháp ông này tên là Sebastian Delogu trong lúc họp quốc hội ông đã đưa cái cờ Palestine lên quý vị thấy trên màn hình đó. Vì ông phản đối cái cuộc uh, mà uh, cái sự hỗ trợ của Pháp đối với Israel thì sau đó chủ tịch quốc hội của Pháp là bà Jeanne Bron Bivet đã cấm ông này 15 ngày, bà nói điều này không thể chấp nhận ở trong chính trường của Pháp. À về phía ông Delogu Ông nói rằng là ông đưa cái này lên trong lúc một đại biểu khác đang nói về những cái chuyện mà làm thế nào chúng ta giải quyết cái chuyện ở bên giải Gaza. Và ông cho rằng ông sẽ tiếp tục nói cái chuyện này ở trong Quốc hội Pháp bởi vì trong lúc ông đang nói thì vũ khí của Pháp bán cho Israel và được là sử dụng nhắm vào người dân Palestine và đang có một cuộc dịch chủng xảy ra ở tại giải Gaza, đó. thì bây giờ ông này bị cấm 15 ngày, à, thưa quý vị nhưng mà ta đang thắc mắc là à, tại sao uh, trong chính trường, trong uh, nghị trình trong gọi là nghị trường của Pháp hay nghị trường của Mỹ đưa đưa hợp Ukraine lên thì không sao mà đưa cờ Palestine lên thì bị phạt. Đó cũng là cái điều nghịch lý trong xã hội phương Tây ngày nay. À, đó là cái chuyện buồn cười như thế. Liên quan đến tình hình tại Ukraine thì thưa quý vị tổng thống Pháp là ông uh, Emmanuel. Macron đang có chuyến thăm tại Đức và ông đã gặp Thủ tướng Olaf Scholz của Đức. Hai ông trong cuộc họp báo ngày hôm qua cho biết là họ nói rằng Ukraine nên được phép tấn công các mục tiêu trong lãnh thổ của Nga. À, tức là chúng biết là lâu nay đó là Ukraine là chỉ bắn những cái mục tiêu của Nga ở trong Ukraine mà thôi không được bắn qua bên nga và ngay cả mỹ trước đây họ cũng lưỡng lự khi mà giao những loại hỏa tiến tầm xa cho ukraine họ sợ ukraine sẽ bắn qua lãnh thổ của nga thì sau này mỹ cũng giao với điều kiện là ukraine không được bắn qua. Đó. Thì bây giờ ông tổng thống của pháp và ông thủ tướng đức, ông thủ tướng đức cũng đồng ý với cái cái cái, cái nhận định này của macron là ở ukraine được quyền bắn cái đó bởi vì anh tấn công tôi thì chẳng lẽ tôi cứ lại tấn công bên này nó kỳ quá. Thì ngay lập tức Tổng thống Vladimir Putin của Nga cảnh cáo phương Tây rằng nếu mà à, để cho Ukraine mà bắn qua như vậy thì bên Nga có thể là dùng những cái vũ khí của mình để tấn công vào các mục tiêu khác của NATO. Đó ông nói là như thế bởi vì ông cho rằng là cái chuyện này là nó sẽ đẩy nhanh là gia tăng cuộc chiến lên. Về phía ông Macron thì ông bảo là tôi không ủng hộ cái chuyện mà gọi là gia tăng cường độ chiến tranh. Nhưng tôi ủng hộ cái ý tưởng là phải cho Ukraine được bắn qua các mục tiêu của Nga thì mới chặn đứng được Nga như vậy. Đó là quan điểm của Tổng thống Macron. Liên quan đến tình hình Đông Nam Á, thưa quý vị, trong lúc tranh chấp ngày càng tăng giữa Trung Quốc và Philippines, đặc biệt là ở cái vùng Biển Đông, mà liên quan đến hai cái khu vực tranh chấp đó là đảo Scarborough, cái đảo đá Scarborough cũng như cái đảo bãi, bãi cỏ mây. Và trong thời gian qua, vị biết là Trung Quốc Ngày 15 tháng 5 vừa rồi cũng đã ra lệnh là bắt đầu ngày 15 tháng 6 là Khai cảnh họ có quyền bắt Bất kỳ công dân nước nào vi phạm chủ quyền lãnh hải của họ Và có thể bị giam từ 30 ngày đến 60 ngày không xét xử Thì cho đến giờ phút này thì ngày hôm qua Cách đây mấy ngày tôi đưa tin quý vị là Việt Nam đang phản ứng cách không chính thức Thì trong lúc căng thẳng như thế <laughs> Xin lỗi quý vị Thì bên Philippines một tỷ phú của nước này đó là ông Raymond Eng Là cái người mà Tổng giám đốc của một cái tập đoàn dầu khí của Malaysia, thì ông nói rằng là Philippines nên khai thác dầu ở trong vùng biển đông các mỏ dầu bởi vì hiện nay thì cái giá dầu ở tại uh, uh, dầu hỏa đang bị thiếu tại Philippines. Ông nói rằng là Thái Lan và Malaysia thì đang trợ giá dầu thành ra giá nó thấp, còn Philippines giờ không được trợ giá nên giá dầu quá cao, thì nên khai thác những cái vùng mà uh, ở trong vùng biển đông nhưng mà một số người trong khi ủng hộ thì một số người khác bảo là coi chừng bởi vì đang có tranh chấp với trung quốc chắc chắn là trung quốc sẽ không để chuyện này xảy ra bởi vì giờ trung quốc đi vào họ còn cấm nói chi vào là kéo rồi kéo dàn khoan vô đây để mà uh, mà khai thác dầu thì một số người nói rằng thì bây giờ nếu muốn làm chuyện này thì phải coi cả bên mỹ có đồng ý hay không bởi nếu mà mỹ đồng ý thì mỹ sẽ hộ tống tàu mỹ sẽ hộ tống các tàu philippines để ra ngoài khơi ngoài biển tây philippines bên philippines, bên philippines hoặc là biển tây philippines Trung Quốc gọi là Biển uh, Nam uh, Trung Hoa, à, còn uh, Việt Nam gọi là Biển Đông. À, Con cái biển nó cái ba tên khác nhau người. Thì uh, họ bảo, nếu mà Mỹ mà hộ tống thì có thể Philippines làm được chuyện này. Nhưng mà cho đến nay thì đây đây mới chỉ là cái ý tưởng thôi. Nhưng mà qua cái chuyện này cho thấy là tình hình rất là căng thẳng trong Biển Đông và bắt đầu là các quốc gia trong vùng là cạn kiệt cái tài nguyên và cần phải sử dụng cái tài nguyên ở dưới cái lòng biển của Biển Đông mà người ta dự trù là có cả hàng tỷ mét khối dầu hỏa dưới đây. Liên quan đến kinh tế Việt Nam thưa quý vị, hãng thông tấn Reuters trích lời của uh, thống kê của uh, cục thống kê Việt Nam ngày hôm nay cho biết là cái mức lạm phát Việt Nam trong tháng 5 vừa này uh, đang lên tới mức 4.44%. 4.44%, tính tới ngày hôm nay, như vậy là gần cái mức tối đa mà chính phủ Việt Nam đưa ra là 4.5% mà thôi tức là Việt Nam chỉ cho phép tối đa là phát 4.5% mà hôm nay là đã 4.44, tức là gần mức 4.45 và 4.45 và đây có thể là cái thách thức đối với các hoạt động kinh tế của Việt Nam. Theo Reuters cho biết như vậy là cái uh, xuất cảng của Việt Nam trong tháng qua là tăng. Nhưng mà cũng có cái lạm phát bắt đầu tăng làm cho chính quyền Việt Nam bắt đầu là lo ngại. Uh, như vậy là so với năm 2003 thì tháng năm 2023 đó như vậy là có 3.25% mà thôi còn năm nay là đã lên đến 4.4% và cái mức tăng trưởng kinh tế Việt Nam năm nay nhắm là từ 6 chấm cho tới 6.5 năm nay uh, nhanh hơn cái năm ngoái năm ngoái là cũng 6.5 nhưng mà cuối cùng đạt được có 5.05 mà thôi thành ra là năm nay họ đang cố gắng uh, đạt mức tăng trưởng 6 đến 6.5% nhưng mà như vậy có thể là lạm phát tăng đó, bởi vì khi tăng trưởng kinh tế nhanh quá thì lạm phát nó tăng theo trong đó ngân hàng nhà nước Việt Nam thì nhắm cái mức là trong năm nay sẽ đẩy cái mức mà cho vay tín dụng lên tới 15% để mà có thể đạt được mức tăng trưởng kinh tế nhưng mà cho đến giờ phút này đến ngày 10 tháng 5 là mới nhất mà Reuters có được thông tin của ngân hàng nhà nước Việt Nam thì cái mức mà tín dụng cho vay mới đạt có 1.95% so với năm ngoái Tức là không biết là từ giờ đến cuối năm có đạt được 15% hay không Nhưng mà bây giờ là đã sang coi như là uh, Bắt đầu sắp sửa hết quý 2 rồi không? Bây giờ đã cuối tháng 5 rồi thì à, Tính tới 10 tháng 5 bắt đầu qua quý 2 rồi Sắp sửa hết quý 3 mà mới có 1.95% mà thôi Thành ra cái đó người ta cũng uh, lo ngại Thì đây là cái chuyện mà coi như là mức tăng trưởng Việt Nam Như tôi nói đó là có thể đẩy lên như thế Nhưng mà đẩy lên thì sẽ có gọi là lạm phát đi theo và lạm phát 4.44% là bắt đầu sắp sửa động cái nóc mà Việt Nam quy định. Liên quan đến một cựu nữ tiếp viên hàng không của Việt Nam Airlines mà trước đây bị tố cáo là môi giới gái mại dâm ở một lần đi cả ngàn, hai, ba ngàn đô la. Đó là cái cô Võ Thị Mỹ Hạnh. À, dấu hỏi hết rồi. Chắc có lẽ là ngày xưa ở miền Tây khi mà họ khai sinh họ biết thay bị Võ, biết Võ hết thì cô này đã bị à, coi như tuyên án chính thức là bị 3 năm tù về tội môi giới mại dâm cô này năm nay 27 tuổi cựu tiếp viên hàng không của Việt Nam Airlines ở à, trước đó vào tháng 3 năm nay thì tòa án nhân dân ở Sài Gòn xét xử sơ thẩm tuyên phạt cô 3 năm tù về cái tội này sau đó cô kháng cáo phúc thẩm xin giảm nhẹ hình phạt hiện nay bị cáo này đã được tại ngoại nhưng mà ngày hôm nay thì à, coi như là bản phúc thẩm là y án cái bản mà sợ bản sơ thẩm trước đây đó thì à, trước đây thưa quý vị Ờ, khi mà mở rộng điều tra công an xác định cô Mỹ Hạnh này được nhận vào làm tiếp viên hàng không Việt Nam Airlines từ 2018 đến tháng 2 2022 thời gian làm tiếp viên hàng không thông qua một số đối tượng không rõ lai lịch trên mạng xã hội đã giới thiệu Hạnh đi bán dâm với giá 20 triệu đến 30 triệu đồng một lần tức là khoảng cỡ ngàn đô qua đó Hạnh được biết có nhiều nữ tiếp viên hàng không của Việt Nam Airlines Bamboo Airways Vietjet Air đồng ý đi bán dâm nên khi có người mua dâm Hạnh giới thiệu để hưởng lợi À, từ khoảng tháng hai 2003 hạnh bắt đầu thực hiện môi giới cho các nữ tiếp viên quen biết đi bán dâm với giá từ 10 đến 50 triệu đồng lần võ thị mỹ hạnh cộng thêm tiền môi giới làm trung gian thông báo cho người mua và bán dâm mỗi lần môi giới hạnh được hưởng từ 3 đến 7 triệu đồng quá trình xét xử sơ thẩm bị cáo hạnh thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội và xin được hưởng án treo nhưng mà đại diện viện kiểm sát nhân dân sài gòn giữ nguyên công tố tại tòa. Và theo quy định tội thì bị cáo phạm tội thuộc trường hợp đối với hai người trở lên và đề nghị hội đồng xét xử tuyên án phạt từ 3 4 năm tù. Tuy nhiên theo tòa án, Võ Thị Mỹ Hạnh khai từ tháng 2 2003 đến khi bắt nhiều lần môi giới cho các tiếp viên hàng không nữ bán dâm nhưng không nhớ rõ thời gian, địa điểm, giá cả và tên. À, chỉ có duy nhất lời khai bị cáo là không còn chứng cứ khác để chứng minh nên không có cơ sở buộc Võ Thị Mỹ Hạnh phải chịu trách nhiệm hình sự thuộc trường hợp phạm tội hai lần trở lên nhưng cũng cần lưu ý là quyết định hình phạt đó muốn biết uh, trong danh sách thì gồm ngay mà không nhớ là hỏi bác tô lâm thì chắc là rõ <laughs> công an họ lắm này nhưng mà nhiều người bảo là nhiều khi có những tên tuổi lớn nó thành ra thôi uh, bỏ cái danh sách của cô này thì nghe nói là cô này không nhớ thì đó là câu chuyện cô võ thị mỹ hạnh cựu tiếp viên hàng không việt nam airlines bị xử tù 3 năm cái tội môi giới gái mại dâm và cuối cùng thưa quý vị giới kinh doanh Việt Nam hiện đang gãi đầu gãi tai không hiểu sao có cái trào lưu mà nhu cầu đòi mua ruột nồi cơm điện khủng khiếp luôn trên mạng xã hội à ví dụ có những người mua này để viết là em cần thu mua một ruột nồi cơm điện giá cao mua một ký gạo tặng một ruột nồi cơm điện à nhiều người rao trên mạng như thế đó rồi người ta nói là chỉ cần lướt trên mạng xã hội mấy ngày qua chúng ta thấy cái từ khóa nếu mà lướt cái từ khóa ruột đồi cơm điện thì người ta thấy hàng loạt người rao mua bán vật phẩm này lập tức xuất hiện với rất nhiều kết quả tuy nhiên khi mà hỏi đến gọi đến hỏi mua đó thì ta không có ta cười trừ không giải thích được hay là gọi đến để hỏi bán ta cười trừ luôn có người bảo tôi cần mua có người bảo tôi cần bán đó. thì bây giờ đó là các cái chuyện này người ta không hiểu tại sao nhưng mà các cái công ty kinh doanh về cái nồi cơm điện người ta bảo là thời gian qua đó nồi cơm điện có lúc rất là hot nhưng mà sau đó nó giảm là bởi vì nồi cơm điện xài rất là bền trung bình xài từ 400 năm nó mới hư thì ít có ai mua lại lắm cái nhu cầu nó không có mà nếu nó có tăng thì họ bảo họ tăng tối đa cái lúc mà mà rộ lắm thì tăng 10% còn ruột nồi cơm điện là đồ bỏ không có tái chế không làm được gì nó là cục nhôm mà bây giờ mua lại để làm cái gì Mua cái ruột nồi thì làm sao có nồi Làm sao nấu cơm đó, Thì giờ người ta có thấy như vậy Thì sau đó đó thì người ta mới biết là đây này Chẳng hạn như báo thanh niên họ phỏng vấn Cái bà Dương Thị Lan Anh phó giám đốc ngành hàng gia dụng FPT Shop Và nói do tình hình chung thị trường hiện nay Đã qua đợt cao điểm nên tình hình tiêu thụ Sản phẩm nội cơm điện có xu hướng giảm Thấy không còn cái ông mà họ phỏng vấn một cái ông đó là cái ông võ đắc võ đỗ thắng giám đốc trung tâm đào tạo an ninh mạng Athena thì đồng tình hiện nay chào lưu câu like câu view trên mạng theo trend lan truyền rất nhanh ban đầu là đùa cợt nhưng sau đó trở thành làn sóng bắt trước copy khiến cho nhiều người tưởng thật giống như trường hợp đi tìm kho vàng giấu ngoài biển mới đây cũng xuất phát từ một video clip giả mạo nhưng nhiều người lan truyền khiến cho mức độ ảnh hưởng rất lớn rồi họ phỏng vấn một bà nữa là mà, tên là chị này dịu hoàng là một người chuyên kinh doanh ở xuyên mộc và rịa úng tàu thừa nhận Tôi không biết câu chuyện thu mua ruột nồi cơm điện xuất phát từ đâu Nhưng thấy nhiều người chia sẻ Thu hút khá nhiều bình luận Nên tôi cũng copy Và đăng lại trên trang cá nhân của mình <laughs> Cũng may là hầu hết bạn bè tôi đều hiểu ngay rằng Đây là câu chuyện đùa vui nên không ai trách móc Tức là bây giờ cái trending Cái trend bây giờ trên mạng xã hội Việt Nam là Thu mua nồi ruột nồi cơm điện Bán cũng có mà đòi mua cũng có Nhưng mà thực ra là không ai mua bán nhỉ à. không biết nó có liên quan gì đến sư thích minh tuệ là cái người đang ôm cái ruột nồi cơm điện đi bộ khắp nước Việt Nam hay không Tao biết Nhưng mà hiện nay cái chữ bật rột nồi cơm điện Mà cứ đánh vô Google <laughs> Nó hiện lên nhiều lắm Không có người vua, có người bán Và có cả thầy thích minh tuệ của nó luôn Thì đó là câu chuyện và uh, Gọi là trend đánh mạng xã hội nguy hiểm vậy không? đó. ngày mai mới là nó trend tới cái gì luôn Nhưng mà hiện nay là rốt nồi cơm điện Đang rất là hot ở tại Việt Nam Cảm ơn quý vị rất nhiều Theo dõi chương trình hôm nay Chúng tôi xin hẹn gặp lại vào chương trình ngày mai